Mạch môn, tên khác là mạch môn đông, hay còn gọi là cây tóc tiên, có 5 loại glycosid tác dụng hạ đường huyết, chống viêm cấp tính và mãn tính, gây teo tuyến ức, ức chế tương đối khá trên phế cầu, tụ cầu vàng. Mạch môn có vị ngọt, hơi đắng, tính mát, có tác dụng nhuận phế, chữa ho khan, viêm họng, lao phổi, nóng âm ỉ về chiều, sốt cao, tâm phiền, khát nước, cầm máu như máu cam, thổ huyết, làm mát tim, thanh nhiệt, chữa khó ngủ, lợi tiểu, thiếu sữa, điều hòa nhịp tim, táo bón, lở ngứa, bệnh gan, thận và ruột. Trong rễ của mạch môn chứa hoạt chất chống oxy hóa mạnh mẽ và giúp hạ mỡ máu. Ngoài ra mạch môn còn có tác dụng chống đông máu hiệu quả, từ đó giúp cơ thể hạn chế các tổn thương ở van tim và ngăn sự hình thành cục máu đông ở người hở van tim.